quý vị, phong trào tập thể hình hay còn gọi là tập gym là một hình thức tập luyện thể dục thể thao được xem là bộ môn giúp rèn luyện sức khỏe và ý chí của con người, kết hợp cùng một chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lý. Hiện nay, tập thể hình để có một cơ thể săn chắc khỏe mạnh được đông đảo mọi người lựa chọn. Và để thúc đẩy sự phát triển phong trào thể hình, mới đây Trung tâm Huấn luyện Vinh Phát phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức tổ chức giải vô địch thể hình cấp các câu lạc bộ huyện Bến Lức mở rộng lần thứ nhất năm 2024, đã thu hút rất đông các vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước về tham dự. Xin cảm ơn ban tổ chức giải Long An hỗ trợ cho em là được đến với cái giải này để em vượt lên cho chính mình, để em được hỏi cái niềm đam mê của em lâu nay. Long An là lần đầu tiên tổ chức cái giải này thì mình thấy cái quy mô tổ chức rất là chuyên nghiệp và thấy rất là chu đáo. Thì cái làm như vậy thì Long An mới có thể mà sẽ phát triển sau này về cái bộ môn này. Tại vì làm cái sân chơi như vậy thì cái người ở ngoài vận động viên mà người ta đang có cái tinh thần muốn thi đấu á, nhìn vô cái khâu tổ chức á, cái như là cái đam mê người ta nó trỗi dậy, người ta sẽ về người ta sẽ tập luyện, sẽ chăm chỉ hơn để người ta để các em nó ra thi đấu. Và khi xem những cái giải đấu thể hình ở trong miền Nam nói chung và tỉnh Long An mình nói riêng thì em lại thấy các anh chị lớn tham gia thể hình và em muốn được bản thân mình được một lần cháy bỏng trên cái sân khấu đó. Nên là hôm nay em từ ở Lào Cai và vào đến tận Long An để tham gia giải đấu thể hình ngày hôm nay. Cái môn thể hình này hiện tại nó đang rất là thịnh hành ở Việt Nam mình cũng tin thế giới luôn. Đặc biệt ở đây thì mình lần đầu tiên đăng cai tổ chức. Tương lai thì ở Bến Lức mình hiện tại Long An của mình luôn sẽ phát triển thêm cái giải thể hình này. Có tâm lý thì lần đầu tiên tham gia chương giải đấu này thì ai cũng vậy, vận động viên nào cũng vậy, cho là rất là hồi hộp. Nhưng mà tụi em sẽ cố gắng hết sức cho hết mình cho cái giải đấu nó thêm sôi động. Ở tại Long An qua lần này tổ chức nhằm chứng minh khả năng về công tác tổ chức, chứng minh về thực lực của tỉnh Long An nói chung và của huyện Bến Lức nói riêng, có thể đào tạo, có thể thành lập một cái lực lượng vận động viên để tham gia các cuộc thi trong nước, thậm chí đi xa hơn là khu vực và quốc tế nữa, nhằm góp phần tạo nên thành tích cho đơn vị tỉnh nhà và đồng thời giúp cho phong trào thể hình ngày càng được chú trọng và phát triển. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Long An, giải vô địch thể hình cấp các câu lạc bộ được tổ chức, quy tụ rất đông các câu lạc bộ trên cả nước về Bến Lức tham dự. Cụ thể, có đến 17 tỉnh thành, trải dài từ Bắc đến Nam trên mảnh đất hình chữ S như Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và chủ nhà Long An, với gần 70 vận động viên nam nữ tranh tài ở các nội dung bodybuilding với các hạng cân 60kg, 65kg, 70kg, 75kg trên 75kg, nữ bikini 1m65, nam men physics 1m65, 1m70, 1m75 và trên 1m75. Ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên phải phô diễn được vẻ đẹp cơ bắp tổng thể của cơ thể. Đầu tiên là cách thể hiện tạo ấn tượng cấu trúc cơ thể, tiếp theo là sự phát triển chung của cơ bắp, đầu tóc, sự hài hòa của khuôn mặt, sự cân bằng của cơ bắp, tình trạng của da, màu da và khả năng trình diễn. Cái bộ môn này thì nó không có giới hạn độ tuổi chị, nhưng mà trong một cái giải đấu thì người ta sẽ chia ra nhóm tuổi hoặc là người ta sẽ chia ra chiều cao, cho nên là nó cũng tùy thuộc theo từng cái giải đấu theo thể lệ của mọi giải đấu người ta tổ chức thôi, cho nên là mọi người nào đam mê thì có thể tham gia hết. Dạ, về phần bikini này thì chủ yếu là mình xô diễn về cái phần hình thể là phần bụng cũng như là phần lưng hoặc là phần mông, nhưng mà chủ yếu nhất là mình phải dẻo người, cơ thể mình phải thả lỏng, nó phải thoải mái nhất có thể, và mình phải tự tin hết trong bản thân mình ra, mình không có phải rụt rè trước mọi người nữa, thì nó sẽ là lợi thế nhất cho đối với cái phần thi này. Trung tâm của em á, đội của em thì men body building với lại bikini, nhưng mà em là hai nội dung body building với lại men physique. Body thì đòi hỏi
độ sắc nét từ toàn thân chị. Độ sắc nét toàn thân. Còn men thì mình được thoải mái là mình từ phần trên thôi. Để có một cơ thể săn chắc, khỏe đẹp là mong muốn không của riêng ai. Nhưng để đạt được điều đó, đòi hỏi người tập phải tìm được sự yêu thích, đam mê với gym, phải có ý chí để thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên, cùng với đó là theo các chế độ ăn uống, dinh dưỡng khắc nghiệt. Với 3 nội dung thi Bodybuilding, Nữ Bikini và Nam Men Physics, mỗi nội dung đều có tiêu chuẩn đánh giá riêng. Đối với Bodybuilding, các vận động viên được đánh giá dựa trên một loạt tiêu chuẩn về cơ bắp và vóc dáng của họ. Còn Men Physics, điểm chấm của Men Physics tập trung vào sự cân đối và tỷ lệ hoàn hảo của các nhóm cơ trên cơ thể. Điều này bao gồm việc có cơ đùi rõ nét, vai rộng và vòng eo thon gọn. Tất cả các nhóm cơ phải được tách biệt và định rõ trên cơ thể. Còn bikini nữ, nội dung này còn đối với nội dung bikini, nội dung này dành cho các vận động viên nữ có thể hình cân đối, khỏe khoắn, săn chắc và có vẻ đẹp nữ tính. Các vận động, đặc biệt là các nhóm cơ múi bụng và toàn bộ cơ bắp đạt được qua quá trình luyện tập, đó là những tiêu chuẩn cần thiết để ban trọng tài giám khảo chấm điểm thi đấu cho các vận động viên. Lần đầu tiên tổ chức một giải đấu quy mô, ban tổ chức cũng đã mời thầy Huỳnh Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ thể hình Việt Nam và các trọng tài quốc gia về tham gia, giám sát và điều hành giải. Qua đó đã góp phần nâng tầm chất lượng của giải đấu. Là giải mở rộng, có nghĩa là không phải chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp, mà nó còn dành riêng cho những bạn mới tham gia tập luyện hoặc là những bạn có nhu cầu xem lại mình và đánh giá khả năng của mình. Và điều rất là xúc động là có những bạn khuyết tật ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng về đây tham gia. Đây là một cái động lực làm cho mọi người nghĩ thể hình không phải chỉ dành cho những cái người có đủ tiềm lực, có đủ khả năng về các cái tố chất thể trạng cơ thể, mà thể hình dành riêng cho tất cả mọi người, mọi đối tượng. Về giải lần này thì chuyên môn có những nhân tố rất là tích cực ở tại các vùng miền đến tham gia thi đấu. Điều này cho thấy rằng để đạt được như vậy là các bạn đã tham gia tập luyện và có sự chuẩn bị lâu. Bên cạnh những người mới tham gia tập luyện thì đây là một cái cuộc gặp nhau để đánh giá lại cái thực lực và đánh giá lại thành quả mình đạt được. Điều này rất là đáng trân trọng. Với mong muốn phát triển phong trào tập gym, hùng đúc sự đam mê của người tập đến với gym, anh Huỳnh Minh Tuấn, người con của Long An đã ấp ủ và hiện thực hóa bằng sân chơi rất thiết thực cho những người đang theo đuổi tập thể hình trên địa bàn Bến Lức, tạo động lực cho sự phát triển tập thể hình không chỉ tại Bến Lức mà còn lan tỏa trên toàn tỉnh. Là anh cũng là ban tổ chức và cũng là đơn vị tài trợ thì thực sự cái cảm xúc bây giờ là anh rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã làm được một cái điều mà nó giống như là một cái niềm đam mê mình ấp ủ từ lâu rồi. Đó, cái công việc kinh doanh của mình ấp ủ từ lâu rồi, và với cương vị cũng là một trọng tài quốc gia thì anh đã ấp ủ từ lâu muốn cái bộ môn này nó phát triển, muốn giúp cho cái bộ môn thể hình Long An phát triển, và anh cũng là một cái người Long An. Thì cho nên đó là những cái động lực mà anh cố gắng anh tạo ra được cái giải này, và anh cũng rất là cảm ơn các cái đơn vị ban ngành ở huyện và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, và đặc biệt là các anh em Liên đoàn Thể hình Cử tạ Việt Nam đã hỗ trợ anh hết mình, cùng tất cả các cái bạn đồng nghiệp, tất cả các cái anh em vận động viên trên cả nước đã hỗ trợ và người ta tham gia vô cái giải này để góp phần tạo nên sự thành công hôm nay. Diễn ra chỉ trong thời gian một ngày, ban tổ chức đã trao cúp phần thưởng cho các vận động viên đạt thành tích ở các nội dung tranh tài. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho tất cả vận động viên tham gia. Lần đầu tiên tổ chức giải vô địch thể hình cúp các câu lạc bộ huyện Bình Lức mở rộng lần thứ nhất 2024 đã khép lại thành công, để lại nhiều cảm xúc cho các vận động viên tham gia về sự chu đáo, chuyên nghiệp của ban tổ chức. Quan tâm là em sẽ được thành tích nó cao hay không, em muốn là chiến thắng bản thân em, và em muốn truyền cái lửa động lực đến cho tất cả mọi người. Gym là cái môi trường lành mạnh để thay đổi bản thân, để cho mọi người tự tin hơn, trân trọng sức khỏe khi mình đang có. Dạ thì qua cái giải đấu này là tụi em rất là tiếp thu được nhiều cái bài học, rút ra nhiều cái bài học rất là đáng quý. Sau này tụi em về sẽ lấy cái bài học đó để trao dồi bản thân mình nhiều hơn.
để phấn đấu nhiều hơn. Hiện tại thì tụi em đã cố gắng hết sức rồi. Dạ. Dạ, đầu tiên thì khi mà bước chân đến tỉnh Long An và với lại huyện Bến Lức thì cái đầu tiên, ấn tượng đầu tiên đối với em ấy, đó chính là con người nơi đây chị ạ. Mọi người rất là thân thiện, hòa đồng và rất là có một cái tinh thần thể dục thể thao. Thì khi mà đến đây, khi mà tham gia cái giải đấu với lại các anh chị lớn ở đây thì em lại có được những cái cọ sát, những cái giao lưu, những cái học hỏi mà mọi người rất là niềm nở và chia sẻ với em về những cái mà em chưa từng trải qua, hay là cho em những cái kinh nghiệm để em có thể rút được những cái lần sau để em có thể thi đấu được tốt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển rất mạnh và có rất là nhiều sân chơi, nhưng mà Long An mình đây là cái lần đầu tiên. Đó, thì đó thực sự là anh cũng là thấy rất là vui, bởi vì mình tạo được một cái sân chơi cho tất cả những cái bạn mà yêu thích bộ môn này. Và hy vọng trong tương lai là cái bộ môn này nó sẽ phát triển mạnh ở Long An, đặc biệt là Bến Lức của mình. Giải vô địch thể hình cúp các câu lạc bộ cũng là sự kiện thể thao nhằm thắt chặt mối giao lưu với các địa phương trên cả nước. Qua đó cũng kiểm tra, đánh giá quá trình tập luyện, đào tạo vận động viên của các địa phương. Song song đó, cũng tạo điều kiện cho các chủ nhiệm huấn luyện viên các câu lạc bộ thể hình có dịp tiếp xúc, trao đổi, học tập lẫn nhau trong công tác huấn luyện, đào tạo và thi đấu. Hy vọng rằng phong trào tập luyện thể hình trong tỉnh Long An sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, có nhiều bạn trẻ đam mê thể hình, từ đó sẽ tạo nguồn vận động viên của tỉnh Long An tham gia các giải đấu trong nước trong thời gian tới.